Rồi, Thắng Ái chào anh em, chào bà con ha. Mình vừa vệ sinh được cái đầu nổ Mitsu GM90 nha anh em. Máy này máy 2.7 nha. Đây mình vừa gỡ trong cái đầu xịt nước ra nha anh em. Máy khá là còn đẹp ha. Anh em nào đâu đó cần sử dụng sợ động cơ này gọi mình ha. Đây, mình gọi cho anh em xem ha. Máy này đẹp lắm. Máy này mình nghĩ nó chạy không có nhiều đâu. Đây nè, nó còn trong cái thùng mình cắt cái đầu bơm nước cho mình bán rồi nha, còn được cái động cơ nha anh em, còn dấu vạch đùm lum nha. Quay cho anh em tham khảo ha, anh em nào có nhu cầu xài ha. Cái bình xăng này ở trong còn cực kỳ là trắng đó. Nó đẹp cái này thì không có gì bàn cãi nha anh em. Hàng xấu bán giá khác, hàng đẹp bán giá khác ha. Anh em vô tham khảo có gì gọi mình ha, được thì mình ship mình bán đi nha ha. Chơi máy cực kỳ là đẹp, em có nhu cầu xài thì gọi mình nha. Thì ra đến dết ha. Bây giờ mình quay chia sẻ anh em nhẹ nhẹ chút xíu, mình test nổ cho anh em xem ha. Cắn phao máy này máy Nhật nha anh em, nhà Mitsu máy Nhật nha, chứ máy Trung Quốc máy Thái gì nha. Em có mua thì gọi bên Mạnh để được giá cả hợp lý nè. Đây 2.5 BS nha nè, 2.7 chứ quên, 2.7 xin lỗi anh em, 2.7. Nó là dòng GM, GM thì anh em yên tâm đi, xài cái này anh em mà chạy không cần thiết công việc nhanh thì mua cái này. Gọn lẹ nhẹ dễ khởi động, chạy trong vuông con cua hay là chạy bơm nước kéo áp gì đó, anh em nào có nhu cầu xài gọi ha. Đúng mục đích mình là chơi. Con này thì mình cũng báo trước ha, hàng đẹp này thì mình mua giá nó cũng cao nên bán cũng hơi nhít nha. Anh em có muốn mua thì gọi trực tiếp cho mình. Máy này mua giờ là không có vệ sinh gì nha anh em, thì đổ xăng đổ nhớt vô là bật phát chạy. Anh em thấy cái con ốc bô nè là biết cái máy nó chạy nè. Cái này là không có thay đổi sửa chữa cho được nha anh em, tại vì dòng này rẻ tiền không cần thiết với vấn đề thay đổi sửa chữa ha. Anh em xem đừng nghi ngờ nha, cái con máy này nó sao chất sao là vậy ha, rẻ tiền không có nhiều tiền đâu nè. Đây coi cho máy khe nè, tắt chưa phai màu nhiều quá rồi, đổi ao à. Xăng này tem nhãn tùm lum hết chứ, vừa nổ còn đầy đủ. Rồi bây giờ mình quay chia sẻ cho anh em gì mình test nổ nha anh em. Cặp thêm ha, lên ra nè. Cái đầu nhẹ nhàng à chạy ơi. Rồi, anh em nào có nhu cầu xài gọi ha.